xin chào anh chị chào mừng anh chị đã quay trở lại với bản tin nhận định thị trường hàng ngày của kênh nhà đầu tư tài chính tự do thì ngày hôm nay như thường lệ chúng ta sẽ lại cùng nhau đánh giá phân tích về thị trường cũng như đi qua về một số những mã cổ phiếu từ đó giúp anh chị mình có thêm góc nhìn về thị trường để có thể đầu tư tốt hơn anh chị nào đang xem video nếu thấy hữu ích có thể là bấm like video subscribe kênh đăng ký kênh bấm nút chuông bên cạnh để có thể nhận được những video một cách sớm nhất bên cạnh đó thì ở phía dưới phần mô tả video em cũng có để thông tin liên hệ là zalo số điện thoại nếu chị nào muốn đồng hành cùng em ở trong đúng khách hàng tại VBS có thể là kết bạn Zalo với em hoặc là kết bạn Zalo với lại trợ lý của em à, để được hỗ trợ à, cảm ơn chị rất là nhiều à, vì đã theo dõi và ủng hộ kênh à, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nói một xí về thị trường ở trong phiên ngày hôm nay cũng như là một số những cái nhận định một số những cái đánh giá sắp tới đặc biệt là ở trong tuần này và tuần tới là cái thời điểm cao điểm à, của cái mùa báo cáo tài chính quý 3. À, đó là một số những cái điểm mà chúng ta cần lưu ý ở trong tuần này À, nhìn chung thì vn ngày hôm nay chúng ta đã có một phiên tăng điểm tốt khi mà đóng cửa mức là 1394,09 điểm tương đương với mức tăng là 1,56%. À có lẽ từ rất lâu rồi chúng ta mới chứng kiến một phiên tăng điểm mà cái nhóm ngành ngân hàng nó lại đóng vai trò chủ chốt. Khi mà rất là nhiều những cổ phiếu ngân hàng ngày hôm nay đóng cửa mức cao nhất ngày và với khối lượng cũng đi kèm à thanh khoản có sự gia tăng trở lại. Đó là điều mà chúng ta đã bàn với nhau rất nhiều về câu chuyện để thị trường vượt qua được cái bốc kháng cự 1380 cũng như để thị trường đi lên được các cái mốc xa hơn ở thị trường ở giai đoạn này thì chắc chắn phải có sự tham gia trở lại với nhóm cổ phiếu này à vậy bây giờ nhóm này đã tăng rồi thì chúng ta cần chú ý những cái gì sau đó và khi nào chúng ta có thể mua các vị thế gia tăng à vân vân à, thì chúng ta sẽ bàn luận sâu hơn ở trong video ngày hôm nay à một điểm mà chúng ta cần lưu ý nữa là phiên ngày hôm nay dòng tiền thực tế nó không hề gọi là lan tỏa à, mà chỉ có một số những nhóm ngành nhất định thôi ví dụ như ngân hàng hay ví dụ như một số những cổ phiếu vốn hóa lớn ở trong vn30 à, cụ thể chỉ thấy được là vn30 ngày hôm nay tăng lên tới ba điểm À, tức là tăng 2,28% à, Trong khi đó thì cái nhóm cổ phiếu là VN Mid cap và VN Small cap thì lại không không tương ứng Tức là VN Small cap ngày hôm nay chỉ tăng nhẹ là 0,17% thôi Và VN Mid Cap ngày hôm nay là tăng 1,18% Tức là về cơ bản là vẫn có cáp lực chốt lời nhất định ở một số những cổ phiếu đã tăng tốt trước đó rồi Thực tế đây là câu chuyện bình thường thôi bởi vì các cổ phiếu đã tăng rồi Thì như em đã nói cái cơ hội tức là khi mà các cổ phiếu này bị chốt lời Chính là cơ hội để dòng tiền nó nhìn ngó lại cái nhóm cổ phiếu ngân hàng này Yeah. và để mình xem xem là gì cái thanh khoản của nhóm cổ phiếu này nó có duy trì được hay không tức là nhóm cổ phiếu ngân hàng này á nó bứt phá lên trong phiên ngày hôm nay và thanh khoản ở những phiên sau đó nó có được cải thiện hay không bởi à, vì về các bạn là ở cái video livestream thứ bảy vừa rồi mình nhấn mạnh rất là nhiều vào nhóm này đúng không mình nói về việc là cái kỳ vọng khi mà cái nhóm Midcap bị chốt lời à, thì người ta sẽ quay về nhóm này à, khi mà một số những cổ phiếu mà đã có sự quan tâm từ dòng tiền à, ngày hôm trước mình nhấn mạnh những cổ phiếu như là ocb này mb này à, hay là gì một số những cổ phiếu như là bvb này hay là techcombank một số những cổ phiếu mà có vận động tốt thì đa phần ngày hôm nay cũng đã có cái mức tăng điểm tương đối. thì về các bản là cái phiên tăng ngày hôm nay nó có thể nó là giải tỏa về tâm lý, à, nó có thể đóng vai trò là gì à, là một cái ngồi nổ để kéo dòng tiền vào và tất nhiên chúng ta sẽ không chủ quan để mà theo dõi những phiên sau. bây giờ anh chị biết là thị trường ngân hàng cũng đã từng có những phiên tăng như vậy ví dụ như là phiên ở đây à, techcom cũng đã từng tăng điểm nhưng mà sau đó những nhịp test lại nó không đồng thuận và khi đó nó cũng sẽ rơi ngược trở lại thôi. À, nên về cơ bản chúng ta cũng sẽ cần theo dõi quá trình test lại sau đó và đặc biệt là như anh chị đã có vị thế rồi thì câu chuyện chúng ta gia tăng À, gia tăng thị trọng chúng ta sẽ không vội, đặc biệt là những cái phiên mà mở gáp nữa, à, chúng ta sẽ chú trọng ở những cái điểm mà gì nó test lại tốt ở giai đoạn sau đó. ví dụ như, như với cái nến này thì khả năng cao ngày mai nhóm nghe có thể mở gáp, bởi vì cái đà tăng nó đang lan tỏa tốt, à, nó đang có một cái đà tăng tốt, cái momentum à, khi mà đa phần nhà đầu tư bây giờ đang thấy là nhóm này quá tích cực đi, à, tối nay lên nghe youtube nhiều người phân tích nhóm này tích cực nữa thì ngày mai là mở điểm mua từ đầu phiên à, lại kéo lên mở một cái gáp ra, à, thì khi đó cái việc mà chị gia tăng vị thế quá nhanh, quá sớm ở giai đoạn này à, là cũng cần phải theo dõi thêm. À, và đó là cái chúng ta cần chú ý ở nhóm cổ phiếu này còn nhìn chung thì đối với Vini thì uh, thực tế Vini đã vượt qua được cái vùng kháng cự này rồi và cây ngày hôm nay là một cây thanh khoản cao tức là có sự xác nhận từ dòng tiền đó là một điểm tích cực. À, và với cái việc vượt qua cái vùng kháng cự này rồi thì cái vùng kháng cự kế tiếp mà Vini gặp phải đó chính là cái vùng kháng cự là quanh cái mốc tâm lý là 1.400 điểm. Thực ra đây là mốc tâm lý thôi. vì thực tế là nếu mà xét thì có thể kẻ cái đường Fibo ra thì đây cũng là một cái mốc kháng cự đâu đó lên quanh tầm ở phía trên này nè à, lên quanh quan tâm là cái mốc kháng cự 78,6% à, lên quan tâm là 1400 à, 1400 điểm ở phía trên Nhưng mà thực tế thì theo cá nhân em nghĩ thì quan trọng nhất là ở đây là sự vận động từ các cái nhóm cổ phiếu bây giờ thôi bởi vì khi mà thị trường đó, nó cũng không có mang nhiều yếu tố quyết định về cái lãi lỗ danh mục của anh chị nữa bởi vì đa phần các ngoài cổ phiếu giai đoạn vừa rồi đặc biệt là mid cap và đây nó cũng phân hóa rất là tốt à, những cổ phiếu được hưởng lợi thì nó vẫn tăng thôi thì bây giờ cái câu chuyện chính là cái việc là kết quả kinh doanh quý ba sắp tới này thì nhiều cổ phiếu đã phản ánh vào giá rồi thông tin đã phản ánh rồi lại lộ đã phản ánh rồi đôi khi là kỳ vọng quý 4 đã phản ánh rồi nên nếu ví dụ như bán lẻ này bán lẻ thực tế quý ba không hề tốt tức là kết quả kinh doanh quý ba sẽ tệ à, nhưng mà cái đó là cái kỳ vọng của người ta là gì à là quý 4 khi mở cửa trở lại à, thì các doanh nghiệp có thể được hưởng lợi tức là chúng ta phải đánh giá được cái đó đánh giá được xem là các cái, cái mặt cổ phiếu của mình nó tăng giá đó thì những cái phản ánh của nó trong tương lai à, nó được forward và chưa à, nó được dòng tiền để ý tới hay chưa còn trong bối cảnh nếu mà gì à, nếu mà hiện tại diễn biến giá cổ phiếu nó vẫn đang duy trì ở một cái mức tương đối và tiềm năng của nó à, vẫn còn tăng trưởng tiếp tục được ở trong những quý tới à, quý 4 hay là quý 1 2022 thì đã chắc chắn đó là những cổ phiếu mà chúng ta sẽ canh mua à, trong những nhịp điều chỉnh của thị trường rồi à, rồi à, thì với uh, à, thì mình nhìn một tí nữa là về cái đồ thị chặt giờ à, đây là đồ thị khung giờ của Verni thì sau khi mà nó vượt qua được cái vùng kháng cự lên quanh là tầm 1375 à, thì nó cũng đã chính thức chạm về cái vùng quá bán ở phía trên cái vùng quá mua ở RSI này nên đó lý do vì sao mà em nói với anh chị là hạn chế các cái vị thế mua đuổi ở đây. À, bởi vì các vị thế mua đuổi ở đây thì cái rủi ro mà gặp các được chốt lời xuống là tương đối lớn. ạ Và lý do vì sao mà chúng ta tập trung vào cái nhóm cổ phiếu À, lý do vì sao mà chúng ta tập trung vào cái nhóm cổ phiếu về ngân hàng hay là một số những cái điểm nhấn á thì ở trong phiên ngày hôm nay buổi sáng cũng có đưa ra một cái nhận định liên quan tới thị trường ở trong giai đoạn tới đặc biệt là sau khi mà chúng ta gì à, sắp đón nhận cái mùa à, báo cáo từ chính quý ban thì đầu tiên cái điều mà chúng ta nhấn mạnh được là gì là các cái mảng cổ phiếu Mid cap và small cap đa phần đã tăng điểm tốt rồi đây em đưa ra cái nhận định là thì khi mà cái nhóm cổ phiếu này đã chạm về các cái vùng kháng cự ở phía trên của nó đây là chỉ số vn small cap index này à, đây là chỉ số uh, VN Midcap này thì đa phần đang, đang điều tiệm cận các cái vùng kháng cự ở phía trên. Thì ở giai đoạn này cái động lực lớn nhất để thị trường đi lên được đó chính là gì? Là VN30. Đây. Nhìn chung động lực chính để vượt qua cái mốc kháng cự phía trên này phụ thuộc rất là nhiều vào VN30. Do đa phần các cái mã Midcap và Small Cap đã tăng tốt rồi và cái động lực tăng giá của nó cũng đã được gì? À, cũng đã phản ánh hết vào giá ở cái kết quả kinh doanh quý 3 này. À, doanh nghiệp nào kinh doanh tốt, doanh nghiệp nào kinh doanh không tốt rồi. Đấy. Thì một cái nữa là chúng ta nói về cái triển vọng sắp tới của thị trường. À, chúng ta nói về các cái lợi nhuận chính. Thì ở đây em đưa ra hai cái nhóm chính. Tại tại vì sao em lại đưa ra hai nhóm cổ phiếu là ngân hàng và bất động sản? Bởi vì ngân hàng và bất động sản nó chiếm tới hơn 50% tỷ trọng giao dịch của thị trường. Thì về cơ bản anh chị phải biết được một điều là gì? À, là em nói thị trường này phụ thuộc nhiều vào VN30. À, thì nếu mà hai cái nhóm này nó không lên được thì chắc chắn thị trường cũng sẽ khó lên. Đó, đó, là cái mà chúng ta phải cần chú ý thì khi mà mình đánh giá qua hai cái nhóm này thì mình thấy được là về thứ nhất là mình nói về ngân hàng thì ngân hàng những cái điều tồi tệ đã diễn ra rồi đúng không à, câu chuyện về nợ xấu câu chuyện về các thông tin ví dụ như vừa rồi thì ngân hàng nhà nước cũng đưa ra thông tin nợ xấu hơn bảy à, đây là mức rất là cao à, và có thể cho cho thấy là gì nó xuất hiện một cái đà bán tháo của nhóm ngân hàng ở trong tuần trước nữa thì về cơ bản khi mà nhóm ngân hàng xuất hiện các cái thông tin đó và nó hấp tụ được cái thông tin đó thì nó cũng cho thấy được là gì cái kết quả kinh doanh quý ba này đôi khi nó sẽ không phản ánh nhiều vào giá nữa bởi vì người ta đã phản ánh hết trong quý ba vừa rồi rồi thì bây giờ người ta chỉ xem xem là bây giờ nó có tốt hơn hay không hơn à, một số những cổ phiếu ngân hàng đặc biệt là cái ngân hàng mà về tự tư nhân á mà ngân hàng nó có cái quản trị ro tốt á tức là nó đã trích lập dự phòng tốt thì có thể nó vẫn còn cái tiềm năng để tăng trưởng đó thì, thì một số những cổ phiếu chú ý của em là ocb mb à, bvb tech và công thương đã đa phần là những cổ phiếu mà em cảm thấy là gì à, nó bắt đầu sự quan tâm trở lại với dòng tiền thì ngày hôm nay đa phần cái cổ phiếu này tăng tốt bản tin này em viết vào buổi sáng khoảng 7 giờ thôi đó tiếp theo là nhóm bất động sản thì bất động sản nó có cái điểm chú ý là gì là quý 3 là cái điểm thấp điểm của bất động sản tức là về về nhìn chung thì về lợi nhuận cái quý 3 này cổ phiếu bất động sản sẽ không cao à, bên cạnh đó thì nó lại bị ảnh hưởng bởi cái đại dịch nữa thì chắc chắn là cái kết quả kinh doanh sắp tới nó sẽ khiến cho cái nhóm cổ phiếu này nó có thể chuẩn đại à, chuẩn lại đây à, một số những cái tỉnh thành ở phía nam như thành phố hồ chí minh đồng nai long an à, bị ảnh hưởng tương đối đó nhưng mà nhìn chung thì triển vọng của nhóm này là vẫn có bởi vì hiện tại thì lãi suất và di trợ mức rất là thấp thì như em nói với anh chị là chủ yếu thứ nhất là bất động sản hưởng lợi từ hai mặt chính này, là đầu tư công. Bởi vì khi mà đầu tư công nó diễn ra một cách mạnh mẽ cũng như là chính phủ đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công thì khi đó một số những cái dự án nó sẽ được hưởng lợi từ cái vấn đề về giá à, cũng như là về các cái à, các cái à, các cái vấn đề về xung quanh đó xung quanh các cái công trình đầu tư công đó à, thì các công ty bất động sản có thể phải được hưởng lợi. Bên cạnh đó cái thứ hai nữa là về lãi suất À, khi mà lãi à suất có thể duy trì ở mức thấp trong một thời gian tới nữa để hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển về hoạt động kinh doanh mở rộng hoạt động kinh doanh để khôi phục lại sau một thời gian dài bị giãn cách thì cái đó cũng sẽ hỗ trợ cho các công ty bất động sản bởi vì các tài sản của những doanh nghiệp này là những tài sản mà nó mang tính là gì giá trị lớn thì thông thường là người ta mua là mua với tiền vay à, nên đó cũng là một trong những yếu tố để ủng hộ à, để ủng hộ nhưng mà trong ngắn hạn thì nó sẽ bị ảnh hưởng bởi kích hoạt kinh doanh thứ ba nên có thể nó sẽ chẩn giá lại một thời gian bị giai đoạn rồi nhiều cổ phiếu đã tăng tốt rồi đôi khi một số những cổ phiếu nó không có được cái à, cái kỳ vọng chính xác không có được kỳ vọng tốt thì khi đó thì cái dòng tiền nó sẽ chịu cắp được chút lời thôi à, nên có thể là sau cái đợt review kết quả kinh những thứ ba này thì các doanh nghiệp bất động sản nó sẽ rõ ràng hơn à, có thể cái triển vọng nó cũng sẽ ok hơn thì khi đó quan trọng nhất là bây giờ mình theo dõi cái quá trình mà cắp được chút lời diễn ra xem khối lượng như thế nào à, khối lượng có lớn hay không hay là chúng ta xem xem là nó có gì nó có hình thành là cái mẫu hình hay không À, các cái nền giá hay không để tiếp diễn cái đà tăng của nó thì từ đó mình sẽ đi gì mình nắm bắt tiếp à, bên cạnh đó mình cũng phải review lại kết quả kinh doanh của nó nó có đi đúng với kỳ vọng của mình hay không em ví dụ các doanh nghiệp mà chúng ta đánh giá quá tốt đi nhưng mà kết quả kinh doanh lại rất là tệ thì khi đó chúng ta phải xem lại là cái kỳ vọng trong quý 4 nó có còn được như vậy hay không em lấy ví dụ như là giai đoạn trước đó có một cái case study rất là hay là thời điểm mà con DSG đó. em nhớ con DSG thời điểm trước nó có một cái quý đây nè thì hầu như là cái thời điểm mà em nhớ không nhầm là thời điểm đầu tháng đầu năm nay thì phải cái thời điểm mà lúc đó nó ra à, cuối à, đầu năm nay thì lúc đó nó có một cái thông tin là DSG là thời điểm đó người ta kỳ vọng mà DSG sẽ có lợi nhuận tốt ở trong quý 4. À, bởi vì nó ghi nhận cái dự án từ xem Sky à, ghi nhận lợi nhuận bắt đầu ghi nhận lợi nhuận nhưng mà tuy nhiên thì sau đó thì lại có một cái thông tin là gì không ghi nhận kịp thì DSG ngay lập tức chịu cái lực bán liên tục ở trong những phiên sau đó em nhớ là có cái phiên giảm sàn xuống à, và ngày hôm đó thì cái lượng sàn nó đi hấp thụ là cái nó này cái đến ngày 18 tháng 1 này khối lượng lên tới ba triệu cổ này thì ngày hôm đó rất là nhiều những người bán ra về cái thông tin đó và chỉ thấy được là gì? bởi vì cái kết quả kinh doanh nó không đi đúng kỳ vọng thôi, à, thì nó gặp một cấp được chốt lời à, về bản chất nhưng mà sau đó thì như nào? À, sau đó thực tế người ta biết được là À cái vấn đề này là do chậm trễ ghi nhận lợi nhuận thôi, tức là sang năm nó vẫn sẽ ghi nhận à, thì về cơ bản cái dòng tiền sau đó lại kéo vào à, những người bán đuổi ở đây thì sau đó có thể là phải mua đuổi lại với giá cao hơn. À, đây là một cái case mà em cảm thấy là gì? nó cho thấy được cái kỳ vọng của nhà đầu tư rất là quan trọng khi mà người ta thấy được cái kết quả kinh doanh đôi khi không đi đúng với cái ý muốn của người ta à, thì người ta là gì? À, là có thể bán cổ phiếu ra hay là người ta thấy là cái kỳ vọng người ta nó bị mất đi? À, bây giờ anh chị mua một cổ phiếu là vì cái kỳ vọng của nó là trong tương lai em nếu mà cổ phiếu đi lệt lạc với những kỳ vọng của anh chị thì anh chị có thể bán cổ phiếu đó Nên nếu mà nó không đi đúng kỳ vọng của mình rồi à, đó là về bất động sản ha. thì anh chị chú ý cho em đây đây là cái đồ thị của à, em tham khảo thì đây là cái tác động của các cái nhóm ngành anh chị thấy được là bất động sản và ngân hàng nó tác động rất lớn tới vinny khi mà nhóm này nó linh xình linh sinh thì chắc chắn là vinny không thể tăng được à, bởi vì về cơ bản là gì à, cái vốn hóa nó chiếm lớn rồi dưới này là em có đưa ra một số những cái nhóm ngành quan tâm thôi à, thì đó anh chị thấy được là về cơ bản là giai đoạn này chúng ta đang phụ thuộc nhiều vào nhóm vn30 à, nên cái vấn đề ngày mai chúng ta cần theo dõi cái gì thứ nhất là chúng ta theo dõi nhóm ngân hàng xem ngày mai cái việc mở gáp ra nó có hình thành hay không và cái khối lượng như thế nào bởi vì ngày hôm nay thì đa phần cổ phiếu mở gáp thì khá là tốt ngày nay ví dụ tay cơ mở gáp nó cũng đã vượt được cái vùng kháng cự trên này là cái vùng kháng cự trên live của nó này à, đây là cái mô hình tam giấy tăng giá đúng không nó khá là giống mô hình của vừa nơi giai đoạn trước đó nhưng mà nó là gì à, nó hình thành và nó vượt lên trên được với cái gáp mở ra ngày hôm nay với khối lượng cao À, thì đó là một cái tín hiệu xác nhận thì mình theo dõi xem là những cái phiên sắp tới này đặc biệt là cái vùng kháng cự phía trên này nè kháng cự lên quanh vùng giá tầm 54 à, mình xem xem là cáp lực cung thế nào bởi vì chắc chắn là cái lượng cung ở trên này rất là nhiều à, đó là một điều mà em chắc chắn với anh chị là cái lượng cung của nhóm ngân hàng đặc biệt là giai đoạn mà cái nền ở phía trên này nè rất là nhiều anh chị còn đu mua nên cái việc mà nó gặp cáp lực cung ở trên này là bình thường à, nhưng mà mình xem xem là cái lực bán như thế nào thôi cái volume thế nào thôi mà b cũng tương tự vậy mà nó cũng cái nền đây nè đây cái nền này là cái nền rất là nhiều anh chị đu mua vào nên khi lên đây chắc chắn sẽ gặp một cáp được bán xuống thì mình theo dõi cho em cáp được bán nó như thế nào để mình biết được là cái nhóm này có thực tế là nó gì? À, nó muốn kéo lên hay không nó có dùng tiền để nó mua lại hết cổ phiếu ở giai đoạn đó hay không hay là gì lên đó thì nó lại cố gắng giữ giá để phối thêm một cái lượng hàng nữa à, thì anh chị cũng chú ý thêm cái đó à, và quan trọng nhất là thanh khoản thôi bởi vì nếu mà thanh khoản nó duy trì được cao ở trong vài phiên tới thôi, thì em đánh giá nó tốt À, bởi vì quan trọng như em nói với anh chị là cái việc mà cải thiện thanh khoản nó là quan trọng nó cho thấy được là có sự quan tâm nhiều hơn của cổ phiếu đó thôi đây là một cái ví dụ điển hình cho anh chị thấy là cái sự cải thiện thanh khoản quan trọng thế nào này trước khi mà xuất hiện một cái đà tăng mạnh thì tết cơm đã có một cái sự cải thiện thanh khoản rất tốt à, ví dụ trước đó là một ngày chỉ có năm triệu một hai triệu thôi nhưng mà sau đó thì bắt đầu nó cải dần lên này từng phiên từng phiên luôn à, từ năm sáu triệu bảy tám triệu và thậm chí là có những phiên lên tới là 30 triệu 40 triệu à, đó là những lý do vì sao mà giai đoạn sau đó thì mặc dù có giảm giá chăng nữa nhưng mà tết cơm nó cho thấy được cái gì nó tăng luôn Ví dụ trước đó chỉ có 1-2 triệu thôi Nhưng mà kể từ thời điểm này Là thanh khoản một ngày luôn luôn duy trì ở trên mức là 10 triệu à, Nên đó là lý do vì sao mà em nói thanh khoản rất quan trọng ở giai đoạn này Nếu mà thanh khoản cứ linh sinh linh sinh ở tầm 5-6 triệu thì, thì cũng rất là khó để tới cơm đi xa được Do cái lượng cung ở đây là lớn À, đó là lý do vì sao mà hiện tại chúng ta sẽ cùng theo dõi thêm ở giai đoạn sau đó mình xem cái áp lực của mình như thế nào à, và để mình cân nhắc cái việc là gia tăng vị thế với cổ phiếu này hay là ở cái nhịp test lại để mình gì à, mình mua mới với cổ phiếu nhưng chúng mình ngân hàng anh chị phải xác định cái câu chuyện là lợi nhuận quý 3 hay là quý 4 có thể sẽ gì à, sẽ tương đó là ảm đạm bởi vì thực tế là cái cái nợ xấu anh chỉ biết được là nó có một cái gì nó có cái độ trễ nợ xấu sẽ có một cái độ trễ ví dụ như là gì ở trong quý ba này có thể là những doanh nghiệp giãn cách đi chỉ có thể nợ xấu bây giờ nó vẫn chưa ghi nhận à, bởi vì một phần là do chúng ta có một số cái thông tư của nhà nước là cho phép cái ngân hàng ghi nhận trễ hơn à, nhưng mà về bản chất nó sẽ ảnh hưởng tới ngân hàng trong tương lai nên chắc chắn những doanh nghiệp những ngân hàng mà nó có cái trích lập lợi à, nó có cái trích lập dự phòng tốt á, thì những ngân hàng đó sẽ là lợi thế lớn cho những ngân hàng đó giai đoạn sau này đặc biệt là trong bối cảnh mà sắp tới chính phủ có thể tung ra cái gói kích thích để hỗ trợ các ngân hàng hỗ trợ các doanh nghiệp trong quá trình mà phục hồi à, sản xuất kinh doanh của nó ha rồi đó là về nhóm này chú ý cho em ha một tí nữa mình sẽ nói kỹ hơn thôi à, rồi cái nhóm ngành khác thì ở trong cái uh, ngày hôm nay thì đa phần nhiều cổ phiếu bị chốt lời bằng chứng là mình thấy được là thực tế thì mặc dù thị trường tăng tốt đi thì trường tăng lên tới là 21 điểm nhưng mà 2 221 mã tăng nhưng mà có tới 188 mã giảm. Thế là nó cũng xem với nhau, nó không có lan tỏa đều đâu. Mà ngày hôm nay cáp được chút lời cũng đến tới nhiều cổ phiếu chứ. À, trong VN30 thì tăng tốt thôi, mà nhiều cổ phiếu khác ngày hôm nay đặc biệt là ở mid cap cũng bị chút lời rất là mạnh. À, thì đó cũng là lý do vì sao mà chúng ta cũng sẽ cần theo dõi vận động các nhóm này. À, vì thực tế nhóm này thì nhiều cổ phiếu vẫn tốt thôi, nhiều cổ phiếu vẫn có cái tiềm năng tăng trưởng tốt. Thì anh chị chú ý cho em ở trong quý 4 này thì em kỳ vọng là với cái việc mà mở cửa trở lại duy trì, tức là không có một cái Yếu tố bất ngờ nào liên quan tới việc là giãn cách đó, cũng như là về dịch bệnh không có chuyện biến xấu đó, thì chúng ta vẫn kỳ vọng nhiều vào cái nhóm tiêu dùng thiết yếu. Bởi vì nhóm này là cái nhóm mà hầu như là gì à, giai đoạn mà đặc biệt là giai đoạn mà người dân người ta bắt đầu mở cửa làm ăn trở lại đi thì chỉ biết được là những cái nhu cầu về xa xỉ những cái nhu cầu như là trang sức thì mình nó vẫn còn tương đối thôi nó vẫn chưa có cải thiện mạnh được. À, nhưng mà những nhu cầu thiết yếu như là về thực phẩm À, về nhu yếu phẩm thì những cái đó như là masa này mdpg này bắt hóa xanh thì những cái đó sẽ được hưởng lợi tiếp à, có thể là nó sẽ tiếp tục ủng hộ cái doanh thu của nhóm này ở trong giai đoạn quý 4 sắp tới hay là bán lẻ bán lẻ thì em kỳ vọng nhiều bán lẻ công nghệ bán lẻ những cái sản phẩm như là laptop bởi vì giờ học sinh học online tương đối nhiều và có thể là hết năm nay là vẫn họ lại cho tới hết năm nay luôn một số cái trường đại học thì khi đó cái lượng tiêu thụ nhiều hơn và có thể là nhớ cái nhóm này nó có được hưởng lợi một phần nữa là do cái iPhone 13 sắp ra uh, FRT uh, rồi BAT này hay là DC World thì mình theo dõi những quá trình test lại cung cầu của nó uh, Logistics, uh, Logistics thì đã tăng tốt rồi mà và HH đã tăng rồi nhưng mà Logistics á, là cái nhóm mà thông thường nha sau khi mà mở cửa nền kinh tế á, thì nhóm này nó sẽ được hưởng lợi một phần là do khi mà nền kinh tế nó lưu thông một cách mạnh mẽ trở lại À, thì cái đó nó sẽ được hưởng lợi nhiều hơn. Nhưng mà về cơ bản thì à, thực ra thì giai đoạn vừa rồi nó cũng đã được hưởng lợi rồi khi mà cái giá cái giá cước nó tăng. Gần đây thì em chưa xem cái giá cước nó có nó có thay đổi nhiều hay không nhưng mà về cơ bản thì khi mà cái giá cước nó tăng như vậy thì nó cũng đã khiến giúp cho cái biên lợi nhuận g của các cái cái doanh nghiệp nó cải thiện nhiều rồi. À, để mình xem xem cái giá cước như thế nào. À, thì hiện tại cái giá cước ở trong tuần này à nó có phục hồi trở lại đây nè. Anh chị thấy là ngày 8 tháng 10 so với là ngày 30 tháng 9 này thì nó có tăng đây nó vẫn duy trì cái đà tăng của nó trước đó thì em thấy nó giảm ở trong một tuần nhưng mà bây giờ nó vẫn tăng trở lại thì có thể đây cũng là một trong những yếu tố để có thể tiếp tục hỗ trợ các nhóm cổ phiếu này nó vẫn chưa tạo đỉnh nhưng mà mình theo dõi tiếp thôi thực ra thì được hưởng lợi thì chính em nghĩ em đánh giá em đánh giá cao đẹp hơn bởi đẹp thì vẫn có linh hay còn hát thì em nghĩ nhìn chung mình vẫn tốt nhưng mà mình sẽ theo dõi nhiều hơn bởi vì cái yếu tố cung cầu của HAH thì em cảm thấy nó cũng cũng khá là loạn rồi hay là về công nghệ thông tin thì FPT FPT thì hầu như không bị ảnh hưởng rồi nhưng FPT nó hơi chậm một xíu thôi do nó là nó tương tự như hòa phát của của thép thôi thực ra thì do cái lượng cung cầu nó quá nhiều và do cái vốn hóa nó quá lớn đi nên chắc chắn chị bây giờ so sánh một cổ phiếu như FPT với một cổ phiếu khác công nghệ như ILC con ILC này thì chắc chắn là không không thể nào mà con FPT nó tăng mạnh được bằng rồi bởi vì bản chất là FPT nó là một cổ phiếu vốn hóa rất là lớn à, bây giờ như em thường ví dụ cho anh chị là 10 10% của 1 tỷ nó sẽ khác với là 10% của 100 tỷ đúng không? FPT là đa phần anh chị nào tư là đầu tư lớn rất là nhiều anh chị đầu tư đa phần những MWG, Masan, FPT thì đa phần anh chị đầu tư thì đầu tư vài trăm tỷ thì nó sẽ khác bây giờ nhất là một phát thì bây giờ anh chị đã lãi liền rồi nên về cơ bản thì nó cũng sẽ khác cái tính chất đó rồi thì đó là về một số nhóm hay là về năng lượng về điện à, cũng có thể quan tâm nhưng mà nhìn chung thì em nghĩ nó cũng không quá nổi trội năng lượng thì có BC1 BC1 thì hiện tại đang test là cung cầu thôi có thể chú ý cho em cái vùng hỗ trợ phía dưới này À, cái vùng hỗ trợ ở phía dưới này như chú cái phiên ngày hôm nay cho thấy là cái lực bán vẫn lớn nha mặc dù là vẫn có rút chân lên cho thấy là còn cái cầu đợi giá nhưng mà áp lực bán vẫn còn lớn khi mà giá giảm xuống nhưng mà cái người bán còn nhiều có thể là vẫn sẽ test lại trong vài phiên tới nữa thì mình theo dõi cho em cái vùng hỗ trợ quanh đây hỗ trợ lên quanh giá tầm là 37.x trăm à, và có thể nhóm này thì với cái động lượng hiện tại thì em nghĩ là nó vẫn chưa phân phối ra hết cái lượng hàng đâu và giá cổ phiếu này nó cũng không còn kháng cự phía trên nữa À, nên đó là cái tiền để tốt cho cổ phiếu này có thể tiếp tục đi lên và tất nhiên thì về điểm mua bây giờ thì anh chị vẫn ưu tiên mua các điểm mua an toàn tức là các cái điểm mua mà nó có cái vùng nền giá hỗ trợ ở phía dưới à, để có thể là khi mà diễn ra những cái nhịp rung lắc của thị trường thì, chị có thể là được hỗ trợ về tức là nó sẽ có cái vùng nền để trợ giá cho nó khi mà nó có những diễn biến lực bán quá mạnh đi À, tiếp theo là đầu tư công đầu tư công thì anh chị cũng chú ý cho em những cổ phiếu ví dụ như thép này có thể chú ý tiếp tục thép thì ngày hôm nay vẫn tăng nhưng mà thép bắt đầu anh, chị thấy nó đuối rồi nam kim hoa sen bắt đầu đuối rồi đúng không bởi vì cho thấy là cái lượng cầu trên nó bắt đầu yếu dần đi. Thực tế thì do đa phần người muốn mua thì cũng đã mua rồi, bây giờ thì bắt đầu dần dần cái người muốn bán sẽ thiếu kiên nhẫn đi bởi vì đa phần chỉ thấy là cái quá trình tăng lên nó không có sự đồng thuận từ khối lượng. Cái khối lượng nó cũng giảm tương đối thì có thể là nó sẽ khiến cho những cổ phiếu này gặp một cấp được chỉnh trong ngắn hạn. Còn với Hoa Phát thì hiện tại vẫn còn khá là mạnh mẽ. Hoa Phát ngày hôm nay mạnh hơn hẳn so với Nam kia và Hoa Sen luôn. Nó cho thấy được cái bản lĩnh của một người đàn anh. Bởi vì thực tế thì Hoa Phát vẫn chưa tăng nhiều, Hòa Phát thì vẫn đang mới vượt đỉnh ngày hôm nay thôi. Thì em nghĩ là nhóm này vẫn tăng thôi, nhưng mà có thể là nó sẽ hạ nhiệt dần, đặc biệt là trong cái bối cảnh là kết quả kinh doanh quý 3 sắp tới, bởi vì nó sẽ tốt. Kết quả kinh doanh quý 3 của doanh nghiệp này sẽ tốt, nhưng mà cái tốt nó được phản ánh rồi. À, thì có thể nó sẽ chững lại một thời gian. Thế thì, thì khi đó anh chị cũng sẽ theo dõi thêm cái 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 vận động phía sau của nhóm này. Nhưng mà đối với em thì có thể canh chỉnh để mua, bởi vì em nghĩ là quý 4 vẫn tốt thôi. Do cái nhu cầu của thế giới hiện tại vẫn còn cao. Rồi, à, đó là trực tiếp còn bên cạnh đó thì xây dựng cũng được hưởng lợi này. À, rồi gián tiếp thì có bất động sản khu công nghiệp, bất động sản dân sinh vân vân. như em nói với đầu tư công thì bất động sản về nhà ở cũng được hưởng lợi. À, các cái dự án mà có hạ tầng tốt xung quanh đó cũng sẽ được hưởng lợi thôi. À, xuất nhập khẩu à, có thể lưu ý tới về thủy sản hiện tại đang có một số doanh nghiệp được hưởng lợi từ giá cá cha à, đang tăng khá là cao. hay là với uh, về dịch mai cũng được nhưng mà dịch mai thì em nghĩ nó bị ảnh hưởng nhiều bởi dịch hơn. bởi vì dịch mai thực ra hầu như cái quá trình sản xuất ở trong quý ba nó bị ảnh hưởng rất là nặng bởi cái việc cái chi phí nó gia tăng lên. À, bởi cái việc phải thực hiện ba tại chỗ, đặc biệt là cái 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 công ty dệt mà nó có cái tỉnh thành ở phía Nam á, với là hiện tại giá sợi cũng khá là cao và giá sợi cũng đang tăng khá là cao. Thì em nghĩ phần nào đó thì cái cái nhóm cái nhóm dệt may này cũng sẽ có thể là bị ảnh hưởng tương đối nhiều. Nhưng mà về các bạn thì em nghĩ là về lâu về dài á, tức là sau khi mình kinh tế nó phục hồi trở lại thì chắc chắn dệt may nó cũng sẽ có cái động lực để tăng trưởng lên. Dệt may thì hiện tại có có VGT nhưng mà VGT thì hiện tại cái nền giá nó cũng hơi dày, tức là cái lượng kháng cự phía trên cũng hơi dày một xíu. Nhưng mà để ý kỹ thì VGT nó cũng có cái nền tảng dài ở đây. À, và nếu cái nền tảng dài nó confirm là nó quay lại trên này ngầm trước nó bị break fail Với cái nhịp break fail này thì hầu như nó kéo thêm một lượng lớn nhau tư thì sau đó nó rủ bỏ xuống một nhịp Thì bây giờ mình theo dõi xem nó có quay về lại trên này hay không thôi Còn với TNG hiện tại cũng vận động khá là tốt TNG thì ngày hôm nay nhưng mà các lực bán vẫn còn nè, liên tục này cái nến tạo đu trên, à, đi kèm với khối lượng cao Thật ra cái nến này là một cái nến tăng rất là tốt, cho thấy được cái khối lượng, ngạm đó khối lượng lên tới là khoảng 8 triệu Sẽ là khoảng gấp hơn hai lần năm lần so với lại trung bình của 20 phiên. Nó cũng đã vượt qua được cái vùng kháng cự phía trên này là cái vùng kháng cự lên quanh giá tầm 31. Nhưng mà sau đó thì hai phiên test lại thì ngày mai là phiên tới 3 hàng về này thì nó cho thấy là gì cáp được bán vẫn còn. thì mình theo dõi thêm vài phiên tới xem như thế nào. Nhưng mà vận động này vẫn tốt thôi, vận động này vẫn cho thấy được là cái lượng cầu vẫn chấp nhận mua cái vùng giá cao. Tại ngày hôm nay lực bán lớn nhưng mà giá vẫn duy trì được ở trên một cái vùng nền này. Đây mình kẻ một cái một cái nền ở đây nè, anh chị thấy được cái gãy nền rũ đúng không? Đây, xây nền này bánh gãy nền xuống này sau đó về nền những cái kiểu này thì hiện tại cũng đang khá là khá là duy trì tức là nó đang cũng được nhiều cái sự quan tâm của dòng tiền những cái mô hình kiểu thế này thì mình có thể chú ý thêm thôi rồi về thủy sản thì đánh giá cao VHC FMC đây là hai cổ phiếu mà trong video này em cũng nói rồi VHC, HMC là hai cổ phiếu mà em đánh giá cao về nền tảng cơ bản của nó nhưng mà về điểm mua em nghĩ là hiện tại cũng hơi cao rồi em nghĩ là có thể cân nhắc cái cái điểm mua khi mà nó chỉnh lại thôi ví dụ VHC hiện tại cũng đã phân kỳ đã sai rồi này ABC à, cái quá trình đi lên giá tăng nhưng mà RSI không tăng theo này do khối lượng nó không đi kèm à, thì mình chú ý cho em giai đoạn sau đó à, nếu mà nó có chỉnh về là lên quanh tầm 53 50 thì cái đó mình có thể cân nhắc được vì em nghĩ thì nhóm này vẫn được hưởng lợi với kết quả kinh doanh thôi à, chỉ có điều là một phần là VSC là người ta nghĩ là cái quý ba này nó tệ nhưng mà thực sự, cái quý ba này không tệ quý ba này cũng tương đối theo em đánh giá thì cái kết quả kinh doanh cũng khá là cao Minh Phú thì về tôm, Minh Phú thì do thanh khoản thấp quá, một ngày thanh khoản chỉ có 76 000 cổ thôi. À, giá là 40 000 thì đó đó một ngày chỉ có vài tỷ thì em nghĩ nó cũng không ăn thua với như anh chị đầu tư lớn rồi. À, nên nó phù thuộc với như anh chị, nó phù hợp với như anh chị nắm giữ lâu dài mà cái cái chúng ta đánh với quy mô nhỏ hơn một xíu đó, thì có thể cân nhắc với cổ phiếu này bởi vì cổ phiếu này cũng đánh nền rất là dài rồi. Với cái nền này thì độ rủi ro thực tế không cao, không quá cao đâu. À, nhưng mình có thể cân nhắc các cái điểm mua à, dưới gần gần cái vùng nền quanh cái đoạn này quanh các cái địa may 50 may 20 á, thì có thể an toàn hơn với anh chị mình tham gia còn về các bạn thì nó vượt được kháng cự trên này thì nó sẽ tốt hơn rồi đó là về một số nhóm ngành cũng lưu ý trong quý 4 sắp tới để chia sẻ với anh chị bên cạnh đó thì nhìn chung là giai đoạn này thì bây giờ mình sẽ cùng mình nói một xíu về các cổ phiếu chính ngày hôm nay đi ha cổ phiếu nhóm ngân hàng những cổ phiếu nhóm chứng khoán bất động sản thép vân vân mình nói sâu hơn một xíu rồi chúng ta sẽ kết thúc video nhìn chung thì sơ lược là như vậy anh chị chú ý cho em thứ nhất là do sự phân hóa của dòng tiền nên anh chị phải chú ý xem mà các cổ phiếu mình bị chốt lời khối lượng có lớn hay không nếu mà cáp được được chốt lời mà khối lượng vẫn tương đối lớn thì cái đó anh chị cũng phải cân nhắc cái câu chuyện là chúng ta có thể nhã ngắn hạn ra để mình theo dõi các cái nhịp điều chỉnh của nó đặc biệt là margin nữa bởi vì anh chị giai đoạn vừa rồi có thể đánh full margin mid cap đi thì bây giờ khi mà dòng tiền nó chuyển qua blue thì anh chị cũng phải chú ý tới cái đó À, dòng tiền chuyển qua nhiều blue, còn để xem mà dòng tiền có thực sự chuyển qua blue hay không thì phải theo dõi thêm vài phiên tới nữa à, thị trường cũng đã quá quá mua rồi à, cũng đã gần kháng cự ngàn tư rồi Ê, nên các cái điểm mua thì hạn chế mua đuổi nên mua cần các cái vùng nền hiện tại thì à... Dow Jones phát sinh nhìn chung là cũng đang điều chỉnh nhẹ thôi nó không ảnh hưởng nhiều tới tâm lý đâu theo em thì với cái động lực ngày hôm nay thì nó vẫn không ảnh hưởng nhiều à, trong khi đó thì Nikki ở châu á đang tăng tốt này à, thậm chí là cả Hansen hay là cả ấn độ cũng đang tăng tương đối tốt à, thì những cái quốc gia này như là ấn độ này anh chị thấy được là nó cũng bị ảnh hưởng rất là nặng nề bởi covid nhưng mà hiện tại cái thị trường chứng khoán của nó vẫn đang vượt đỉnh đó là một trong những cái động lực có thể giúp cho việt nam mình có thể nhìn vào cái đó để biết được là à, trong tương lai hoàn toàn mình có thể vượt đỉnh được trong bối cảnh là có thể có cái gói hỗ trợ là có cái gói hỗ trợ cái quy mô gói hỗ trợ hiện tại cái kinh tế của mình còn khá là nhỏ so với nhiều quốc gia khác nó chỉ chiếm khoảng đó tầm 2 tới ba phần trăm GDP thôi thì em nghĩ nó vẫn còn tương đối nhỏ so với nhiều quốc gia khác hơn năm phần trăm nên về các bối cảnh nếu mà cái quy mô gói hỗ trợ có thể gia tăng lên thì có thể giúp nhiều doanh nghiệp hơn cũng như là giúp cho các ngân hàng à, nó có thể hỏi thoải mái hơn cái vấn đề đi cho vai ví dụ về tăng trưởng tín dụng vân vân lãi suất còn duy trì ở mức thấp à, cái gói hỗ trợ về lãi suất cũng có thể hỗ trợ nhiều doanh nghiệp hơn ở giai đoạn phía sau này để phục hồi về sản xuất kinh doanh bởi vì thực tế em đánh giá được là cái đại dịch vừa rồi á sau cái mùa kết quả kinh doanh này nè anh chị sẽ biết được thực tế cái đại dịch nó ảnh hưởng như thế nào tới các doanh nghiệp nó sẽ là những con số phản ánh thực tế nhiều doanh nghiệp vẫn sẽ tốt nhưng mà nhiều doanh nghiệp sẽ bị à, sẽ bị ảnh hưởng rất nặng nề à, sẽ bị thấm đòn có thể là sẽ kéo dài thậm chí cho tới, tới, quý 4 luôn bởi à, vì sao bởi vì bây giờ anh chị thấy nói là mở cửa vậy thôi nhưng mà thực tế ở miền nam chúng ta vẫn còn rất là nhiều bất cập ở à, trong cái vấn đề là sản xuất kinh doanh đúng không à, nên đó cũng là cái mà chị sẽ cần lưu tâm nha rồi ở đó là chia sẻ của em thì phát sinh uh, thì ngày hôm nay cũng không có gì nổi trội ha phát sinh thì ngày hôm nay chỉ có một chiều thôi kể từ để kể từ thời điểm mà phát sinh nó xuất hiện những cái nhịp cao trào bán xuống và nó duy trì được cái vùng nền giá của nó thì bây giờ nó không có những nhịp cao trào mua nữa thì về cái bảng cái xu hướng lo và duy trì bởi vì nó không có những nhịp cao trào mua lên và nó chưa có cái chưa có cái thời điểm để trao tay để trao tay cái lượng lon sang cho người này cái lượng nào từ cá nhân và cái lượng sót nhưng mà chú phát sinh cũng muốn nói một thứ là chúng ta chú ý cho em cái vùng nền ở đây nè hiện tại phát sinh nó đã vượt qua được cái vùng kháng cự này đúng không cái vùng kháng cự lên quan tâm một năm trăm điểm à, nhưng mà cá nhân em khả năng cao sẽ quay về đây lại à, nên có thể đây cũng là yếu tố mà khiến cho thị trường ở vài phiên tới phải đình sinh lại nha em nghĩ là cái đà tăng có thể phải chuẩn lại giai đoạn này bởi vì cái phát sinh hiện tại đó. thực tế là cái quá trình xây nợ này rất là mất thời gian tức là nó đã diễn ra thông thường thì em là, là nguyên lực nhân quả thôi tức là có nguyên nhân gì kết quả cái việc mà nó xây dựng cái vùng nền giá đây nè cũng cho thấy được đây là cái vùng kháng cự tôi nói là mạnh thì thông thường để vượt qua được cái vùng kháng cự này nó cũng sẽ mất một thời gian tương đối tương ứng như vậy luôn À, tức là lên cái vùng này này nó phải sai quay lại như thế để vượt qua được cái vùng kháng cự này nên có thể là ngày mai hay là những phiên sắp tới nó có thể quay về đây lại một lần nữa này quay về lại cái vùng đâu đó tầm một nghìn điểm nghìn năm điểm để có thể kiểm định là cái vùng kháng cự này có thể là sai quay lại một thời gian trước khi mà nó có thể vượt lên tiếp được cái vùng kháng cự phía trên này à, cái vùng đỉnh cũ trước đó của nó lên quanh tới tầm một nghìn năm được anh chị chú ý cho em ha nên là có thể là trong phiên ngày nay phiên ngày mai phiên sắp tới à, phía 2, thứ hai thứ ba thứ tư có thể nó chuẩn giá lại nó đình sinh à, thì khi đó mình cũng sẽ theo dõi được cái lực bán xem là nhóm ngân hàng nó có bán nhiều hay không rồi đó là về thị trường là về một số những cái điểm lưu ý anh chị cần lưu tâm rồi bây giờ mình nói một xíu về các cái nhóm ngành bây giờ đi thì ngày hôm nay chủ yếu là có ngân hàng à, là điểm điểm nhấn rồi à, chứng khoán ngày hôm nay cũng bật lại tốt chứng khoán bật lại thì em nghĩ là chủ yếu là ngân hàng thôi ngày hôm nay chứng khoán thanh khoản vẫn thấp nên nhiều cổ phiếu chứng khoán thân khoản vẫn có duy trì ở mức thấp lắm nó vẫn ở trung bình thôi tức là về yếu tố dòng tiền là vẫn chưa quay lại nhưng mà rõ ràng với là ngân hàng khi mà ngày hôm nay Techcom cơm tăng điểm tốt này khối lượng ngày hôm nay lên tới là hai ba triệu cổ thì ngay đầu phiên ngày hôm nay thì em đã nhắn liền luôn đầu phiên ngày hôm nay khi mà em thấy mở atc ra mà em thấy Techcom cơm tăng với khối lượng nó nó duy trì ở mức cao đó, thì mình sẽ dự phóng được cái volume của nó thì mình thấy được khối lượng volume của Techcom cơm đâu đó là trên 20 triệu cổ một ngày thì nó khác biệt hoàn toàn so với những phiên trước rồi những phiên trước thì chỉ có đâu đó tầm khoảng sáu bảy triệu thôi thì khi đó mình thấy được cái tấn công có khả năng nó bùng nổ thì với cái nền giá này cũng như là với cái vùng kháng cự phía trên này thì chị chú ý cho em luôn ha là cái áp được bán mình xem xem quá trình test là tới ba thế nào à, với cái nến ngày hôm nay là một cái nến Marubozu mở gáp ra chú ý cái gáp này cũng như cái gáp của thị trường và cũng có một cái gáp thì nếu mà cái cổ phiếu tách cơm này những cổ phiếu mà ngân hàng ngày hôm nay là động lực chính nên nó mở gáp ấy, mà nó không giữ được cái gáp tức là nó không đủ động lực để duy trì cái gáp này thì cái cổ phiếu à, thì VN cũng sẽ quay về lắp gáp bảy chắc là như vậy bởi vì sao bị cái nguyên nhân mà thị trường mở gáp là từ đâu? Là từ ngân hàng. Thì nếu mà ngân hàng à, nó duy trì sai quay lại thậm chí là nó chịu cắt được bán mạnh ở trong vài phiên tới thôi, một tới hai phiên thôi. Thì cái xác suất mà thị trường mở gáp sẽ cao. Còn nếu mà một hai phiên tới mà cái duy trì tức là cái vùng nền ở phía trên mà duy trì tốt, cấp được bán và không quá lớn thì khi đó cái nhóm cổ phiếu này nó sẽ tiếp diễn cái đà tăng thì khi đó cho thấy Vini sẽ không quay về lắp giá. Anh à, chị để nha, vùng kháng cự hiện tại là quanh giá tầm 54, à, 54, 54 55 à, 4.5 thì đây là vùng kháng cự khá là mạnh và cái lượng nhà tôi kẹp hàng cũng nhiều nên chị chú ý cho em quá trình test lại để mình giải ngân có thể sẽ có nhiều bé test về lại cái vùng nền ở đây vùng giá tầm là 52 quay về test là 52 một lần nữa là cái vùng nền cũ này đây quanh cái vùng giá này thì khi đó cái điểm giải ngân của mình nó sẽ gì à, cái điểm mà mua mới của mình nó cũng sẽ an toàn hơn ở giai đoạn phía sau này nhưng nhìn chung hiện tại giá cổ phiếu duy trì được ở trên cái mức năm 50 thì mình đánh giá cao rồi tức là giá vẫn giữ được trên cái vùng nền đó à, MACD, RSI thì cho hướng lên đây đây cũng là những cái vùng dao động khối lượng rất là cao chị thấy không đây là vùng kháng cự giá tầm 54 đó thì chị chú ý giao vào những phiên tới xem như thế nào nếu mà vận động tốt thì mình nắm giữ tiếp về cơ bản là phiên ngày hôm nay là một phiên bốc kết bài đó nhưng mà xét về phân tích kỹ thuật theo William O'Neil là phiên ngày hôm nay là một phiên bốc kết bài sau một thời gian xây nền đó là một điểm tốt à, rồi à, tiếp theo là với uh, MB cũng tương tự thôi, đa phần cổ phiếu vận động giống nhau. MB Techcom là hai cổ phiếu mà có lợi nhuận duy trì được ở mức cao so với lại cung uh, cùng quý và cùng kỳ. À, đó là lý do vì sao mà em nghĩ dòng tiền nó sẽ ưu tiên những cổ phiếu này hơn tại sao TB lại tăng tốt như vậy ở trong thời gian vừa rồi bị lợi nhuận ở quý 3 này sẽ cao à, sẽ cao thậm chí là gấp sau đó tăng khoảng 70 phần trăm hơn 70 phần trăm so với cùng quý đó là lý do vì sao mà em thấy TB nó vẫn cho thấy được cái sự à, cái sự tăng trưởng mạnh mẽ của nó mặc dù là nhiều cổ phiếu ngân hàng vẫn giảm à, anh chị thấy được rõ ràng kết quả kinh doanh nó sẽ phản vào giá à, nên việc anh chị đầu tư anh chị phải quan tâm nhiều tới kết quả kinh doanh của nó, à, cái yếu tố cơ bản của nó, cái yếu tố kỹ thuật giúp anh chị chọn điểm vào thôi, rồi, STB ngày hôm nay tăng trở lại nhưng mà nhìn chung nó vẫn không quá mạnh mẽ. Bởi vì thực tế là STB đã tăng lại một cây rồi thì ngày hôm nay nó tăng lại thêm thôi và nó quay về được lại nên thôi. Cái nền trên STB là một giá tầm 27 lần thì có thể nó sẽ chạo cái vùng nền nó chịu cắt được chút lời. Về cái lượng nhà đầu tư cầm hàng ở đây cũng rất là nhiều. thì mình sẽ giỏi cắp được chút lời quanh đó xem như thế nào. Mà nếu mà nó quay về lại được nền nó thì nó sẽ là tiền đề rất là tốt. Bởi vì cái nhịp rũ này nó cũng đã loại bỏ được cơ số nhà đầu tư cá nhân rồi. Còn về công thương này, công thương thì chỉ thấy là hầu như công thương nó đã gì? nếu chúng ta nhìn rộng ra một tí thì công thương có phải là nó đã chạm được nó là gọi là hoàn thành cái đủ năm sóng tăng thứ đó không đây thì về cơ bản nó cũng đã hoàn thành đủ năm sóng tăng thứ đó và nó bước vào cái mô hình điều chỉnh giảm bên này anh à, là chúng ta nhìn thấy là mô hình xí sắc đúng không thì về cơ bản khi mà nó tạo hai đỉnh ra và nó điều chỉnh về đây thì cái con sóng à, con sóng c này á, nó có thể hoàn toàn đâu đó chạm được cái mức là bằng con sóng a hoặc là bằng không tám sóng a này đây, thì em theo dõi là nó quanh tức là ngày hôm qua em kể ra thì nó quanh đúng cái vùng hỗ trợ là tầm không 168 tám ở đây thì nó bật lại ở đây và cái cây nến này nè cây nến ngày hôm 10 tháng 4 tháng 10 là cái nến cho thấy khối lượng nó hấp tụ lại cái lượng bán ra chút lời đó và công thương nó cũng đã chạm về cái vùng quá bán rồi đây cái vùng quá bán lên quanh RSI dưới mức là 30 thì khi đó nó tạo được tất hầu như tất cả hội tụ lại cho công thương một cái nhịp hồi thì ngày hôm nay đã có nhịp hồi lên và khối lượng cũng tương đối tốt mà trước mắt thì cái vùng kháng cự công thương rất là mạnh ở đây là vùng kháng cự tầm 31.8 À, đó là cái mà anh chị cần lưu ý bởi vì cái nền trước đó nó xây dựng một thời gian dài và nó gãy nền xuống thì nó cũng đã loại bỏ được cơ số nhau tư cá nhân rồi nhưng mà quan trọng ở đây là khi mà nó chạm ở đây này cái lượng nhau tư còn kẹp hàng ở đây người ta phải ứng như thế nào à, bởi vì em đánh giá thì cổ phiếu này là cổ phiếu còn rất là nặng do cái lượng cổ tức nó phát ra nhiều thời gian à, nó chia ra rất là nhiều à, phát giấy ra nhiều thì khiến cho cái lượng cung ngoài cũng nhiều hơn thôi về nhóm ngành quốc danh thì có mà Vietcombank Vietcombank thì nhìn chung thì xét về độ rủi ro thì đánh giá Vietcombank rủi ro không cao định giá thì mình cũng định giá là vietcombank hiện tại cái mức định giá vẫn còn hấp dẫn so với là nhiều cổ phiếu ngân hàng khác nhưng mà tất nhiên đây là cổ phiếu ngân hàng nhà nước và cái tính chất về giá của nó nó cũng mang tính điều tiết ấy. nên khi mà anh chị tham gia thì chị cũng chú ý nhiều tới cái vấn đề về mình theo dõi về cái yếu tố kỹ thuật của nó thôi ví dụ hiện tại nó chạm về hỗ trợ nó bật lên đi à, và cái áp lực cung ngày hôm nay vẫn lớn này khi mà giá đóng cửa ngày hôm nay không duy trì được ở mức trên một phần hai thân nến nó tạo một cái nến à, nó tạo một cái nến pin ba có cái đuôi nến ở phía trên này nên thì đâu cũng cho thấy được áp lực cung ở trên này có và đây lên quanh cái vùng kháng cự trên này là vùng giá tăng 100 thôi khối lượng ngày hôm nay cũng cao thì đó cho thấy được là gì? Khả năng cao vipcombank sẽ tiếp tục sẽ tiếp tục duy trì cái vùng hỗ trợ lên quanh đây. Tức là duy trì duy, duy trì tích lũy là trong cái vùng nền này. Bên dưới là vùng tầm là 95, ngay bên trên là vùng giá tầm là 100. thì nó dao động trong cái biên đó. Thì anh chị tham gia thì nên cân nhắc tham gia ở nửa biên dưới tức là giá thấp hơn 95 để khi đó cái điểm mà anh chị stop loss tức là cái điểm mà hỗ trợ về giá cho anh chị nó sẽ gần nó sẽ gần với cái vùng hỗ trợ dưới để hỗ trợ cho anh chị mình. Rồi. À tiếp theo là với nhiều cổ phiếu khác nhưng chung thì ngân hàng nó tương tự nhau rồi nhưng mà em chú ý nhiều tới những cổ phiếu như BVB nè chỉ có thể quan tâm này ngày hôm nay khối lượng khá tốt OCB à, vận động nhóm mà vốn hóa nhỏ tốt hơn à, vì dòng tiền nó vẫn có sự thích nhiều tới nhóm vốn hóa nhỏ này à, thì mình có thể chú tâm còn nhìn chung thì nhóm vốn hóa lớn thì nhiều nói là chờ test lại thôi à, lợi nhuận vẫn tập trung là về lợi nhuận nhiều cổ phiếu đánh giá định giá vẫn còn rẻ rồi À, quan trọng là cái điểm mua của anh chị và cái thứ hai là quan trọng là cái điểm gia tăng thôi để tránh cái trường hợp chúng ta gia tăng quá cao đi nhưng mà ngày mai nó mở gáp lên thì cũng hơi khó xíu tiếp theo là với nhóm chứng khoán thì như em nói nhìn chung thì nhóm này cái động lực của nó chính em nghĩ là không còn nhiều thực tế nhóm ngân hàng là sao mà đánh giá nó có thể có động lực tăng trưởng bởi vì thực ra thì nhóm này nó cái sự tồi tệ đã diễn ra với nhóm này rồi kết quả kinh doanh tệ đã ra rồi à, rồi những cái yếu tố liên quan tới việc kỳ vọng về nợ xấu sẽ gia tăng ở trong quý 4 hay là về hỗ trợ lãi suất vật thì nhiều ngân hàng đã trả qua rồi nên cái vấn đề về việc là động lực thông tin á, thì nó sẽ không còn nhiều thông tin tác động xấu nữa à, Thì câu chuyện ở đây là câu chuyện về chiết khấu về giá thôi thì Nó đã có cái vùng chiết khấu giá tương đối tốt rồi thì nó cũng sẽ cho thấy cái điểm mua an toàn đối với các cổ phiếu này Còn đối với nhóm chứng khoán thực tế nếu mà chưa giảm nhiều Nhóm này thì em nghĩ là nó cũng đang trong quá trình nó quay trở về nền thôi bởi vì thực tế nhóm này nó cũng đã trả qua cái đà tăng rất là mạnh Và cái duy trì cái lợi nhuận của nó vẫn sớm ở mức cao chứ không phải là thấp cao là tại sao bởi vì nó vẫn được hưởng lợi khi mà thị trường chứng khoán vẫn vẫn hoạt động số lượng nhà tư mở mới vẫn cao mà xin vẫn nhiều nhưng mà để nó cái nhóm này nó đột biến được tức là nó tăng trưởng vượt bậc hay là có khối lượng có những câu chuyện mát sen những câu chuyện có thể kéo dòng tiền vào thì em nghĩ nó không nhiều bởi vì thực tế là nó phụ thuộc nhiều vào kết quả tự doanh và em thấy tự doanh của doanh nghiệp uh, chứng khoán đa phần ở trong quý ba là không tốt nó hoạt động không có tốt nó chỉ có một số doanh nghiệp ví dụ như là vci hay là vds hay là fbts thôi thì nó hoạt động tốt thôi còn đa phần các doanh nghiệp còn lại thì em nghĩ nó cũng sẽ khó khăn rất là nhiều nên à, quan điểm của em là những nhóm cổ phiếu nào là trung lập tức là khả năng các em em duy trì là nó sẽ xoay quay lại thì về cái, cơ bản là khi xoay quay thì anh chị canh mua ở bên dưới thôi à, khi mà chị canh mua ở cái vùng bên dưới này các cái vùng hỗ trợ nó sẽ trợ giá cho anh chị và khi đó anh chị cũng sẽ có cái vị thế tốt à, chị thấy mua lấy vị thế trước và sau đó chờ cái điểm xác nhận về dòng tiền à, khi nào mà dòng tiền nó quay trở lại với nhóm này tốt à, thì khi đó mình sẽ có nhắc mua gia tăng thêm thôi à, tương tự như HCM thì HCM thì ngày hôm nay bật lại là do cái phát hành cổ phiếu thưởng À, thì về xu hướng thì đâu nó vẫn duy trì một cái xu hướng giảm thôi à, tức là mình nói thì đáy sau vẫn thấp hơn đáy trước đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước đó, à, thì trong ngắn ngày thì nó cũng sẽ cần test lại những cái quá trình đó để xem xem là cung cầu như thế nào và HCM thì cái vùng kháng cự trên này là vùng kháng cự lên quanh giá tầm 39.5 năm. hay mình xem quanh, quanh cái vùng kháng cự 39.5 này nó phải như thế nào ha VND à, VND thì nó khỏe hơn một xíu VND thì cho là nó chưa gãy nền Còn SI rồi HCM đã phần gãy nền rồi SI ngày hôm nay quay về nền khá là tốt nhưng mà vẫn giữ giá được trong cái vùng nền tầm 41 này thì đánh giá cao. Còn VND thì thì nghĩ là vẫn follow được tiếp thôi, vẫn giữ được tiếp thôi. Thế đó nó vẫn chưa có gì quá xấu. À, nhưng mà nhìn chung thì nó không có gọi là hấp dẫn thôi, nó không quá hấp dẫn thôi. À, còn về các bạn thì nếu anh chị nắm giữ lâu dài thì có thể vẫn giữ được trong bối cảnh là chúng ta kỳ vọng là khi mà cái lãi suất còn di ở mức thấp thế này thì cái đó cái lượng nhà tư bản mới sẽ nhiều và cái công ty chứng khoán ở trong quý 3 đã tăng vốn nhiều rồi thì có thể hỗ trợ cái vấn đề cho vay machine ở trong quý 4 tốt hơn và nó sẽ giúp cái lợi nhuận nó cải thiện mà tất nhiên nó phụ thuộc nhiều vào thị trường chứng khoán thị trường tăng thì chứng khoán tăng thôi bởi vì thị trường tăng thì chắc chắn doanh mục tự danh các doanh nghiệp sẽ tăng công ty chứng khoán tăng thì nó lợi nhuận sẽ tăng theo thôi nên đồng pha với thị trường là như thế đó nên ngày hôm nay thị trường tăng tốt thì nhóm này cũng kéo tiền vào à, tiếp theo là với thép thì em đánh giá nhìn chung thì ngày hôm nay chỉ có hòa phát là khá tốt hòa phát ngày hôm nay vượt đỉnh cũ rồi à, đỉnh cũ lên quanh giá tầm năm mươi sáu tầm 56 56.3 thì nó vừa được vùng kháng cự trên này ngày hôm nay đóng cửa mức cao gần như là cao nhất ngày thanh khoản ngày hôm nay cũng ở mức trung bình thôi tức là làm là phim break cao nhưng mà thiếu von nó cũng tương tự nhiều cái giai đoạn trước đó này nó là tăng lên nhưng mà thiếu von thì cái việc thiếu von thế này thì nó sẽ tạo ra một cái phân kỳ RSI sai thường là như vậy bởi vì khi đó thì cho thấy được là cái RSI sai nó không có sự đồng thuận từ khối lượng đó thì mình chú ý cho em là những phiên sắp tới đối với em thì hòa phát vẫn là một cổ phiếu tốt à, và cái động lực chính Hoa phát thì nghĩa nó phụ nó sẽ À, động lực chính nó đến từ là cái kết quả kinh doanh nó sẽ được cải thiện trong quý 3 này, tức là kết quả kinh doanh đã ra rồi. À, thì anh chị cũng lưu ý cho em cái việc là khi mà anh chị thấy kết quả kinh doanh quý 3 nó ra mà anh chị mua đuổi với nhóm này thì nghĩ sẽ khó. Vì thực tế là đa phần người ta đã biết rồi và nó phản ánh vào giá rồi, nên giai đoạn này thì hầu như anh chị mua thì cũng nên mua lưu ý là nếu mà nắm giữ lâu dài ấy, thì nó sẽ an toàn hơn cho anh chị. À, còn nếu mà trong ngắn hạn thì mình nghĩ anh nên lựa chọn các vị thế ẩn ngân tốt hơn, nó tức là mua mới tốt hơn. Còn nếu mà nó cứ tăng dốc lên thì là khó để mà giải ngân, thực tế là như vậy bởi vì nó sẽ không có những cái điểm còn những cái điểm tựa để cho cái vị thế của anh chị nó an toàn hơn để giảm thiểu rủi ro của anh chị thôi nam kim cũng như vậy nam kim ngày hôm nay được bán hơi lớn một xíu khi mà tạo doji à, doji giá đóng cửa mức ở à, giữa thân nến cho thấy là cái lượng sự lượng lượng giữa cung cầu mặc dù là họ phát tăng tốt thường thì nam kim hoa sen sẽ tăng theo nhưng mà cho thấy được cái sự lượng lượng cung cầu à, tức là cho thấy được bán vẫn đang gọi là gì bán tương đối cái vùng này à, cũng bán khá là tương đối nhưng mà nhìn chung những cổ phiếu này thì đã phân đây ở đỉnh cũ rồi tức là đã không có kháng cự phía trên nữa. nên về bản chất thì những cổ phiếu này vẫn là những cổ phiếu được hưởng lợi nhiều nó vẫn có được hưởng lợi và cái cái động lực tăng trưởng của nó chủ yếu dừng lại là do các lực cung bán ra dần thôi thì mình sẽ nó hấp thụ thế nào Chỉ kiểu như thế đấy. thì hoa sen thì nghĩa là ngày hôm trước nó cũng có cái gáp ở phía dưới này ngày hôm nay thì cái cái volume mọi như trở mức thấp thôi áp lực bán thật ra không quá lớn nhưng mà nhìn chung thì nó cho thấy được là không có đủ cầu thiếu cầu chủ yếu là thiếu cầu thôi ngay cả năm kêu cũng như vậy tức là khi hòa phát tăng thì mình sẽ kéo cầu vào đúng không nhưng mà ngày hôm nay vẫn thiếu cầu anh cho thấy là nhìn chung mình theo dõi cái quá trình phải ở đây ở à, đây là cái vùng kháng cự fibo tầm sáu phần trăm của năm của hoa sen này nên giai đoạn này thì nếu mà xét về dư địa thì đôi khi hòa phát là tốt hơn ấy chứ đôi khi anh chị chửi hòa phát là do hòa phát tăng chậm đúng không nhưng mà hòa ra hòa phát thì nó lại chưa tăng nhiều nó phải nếu mà so với là nhiều cổ phiếu khác ở trong tháng rồi hòa phát chỉ tăng có bảy trăm tám trăm thôi nhưng mà hoa sen năm kia tăng hơn mười trăm mấy trăm thì nó sẽ khiến cho cái độ hấp dẫn nó giảm dần đi khi mà các cổ phiếu nó tiệm cận với cái vùng giá trị của nó à, cái cái giá trị nội tại của doanh nghiệp đúng không bất à, động sản thì mình nhìn một thứ gì vinhome này vinhome cũng được nhiều anh chị quan tâm thực tế vinhome là cổ phiếu tốt vinhome thì nếu mà so về giai đoạn này thì đây vẫn là một cổ phiếu mà xét về cái nền tảng cơ bản và cái mức bi hiện tại của Vinhome thì đánh giá vẫn khá là rẻ so với nhiều doanh nghiệp khác nhưng mà chỉ có vấn đề là do cổ phiếu này nó là điều tiết thôi. Thôi nếu anh chị nắm giữ lâu dài cổ phiếu này thì em khuyến khích, là em đánh giá thì vẫn có thể follow được, em vẫn có thể nắm giữ được. Và cái bất động sản thì em nghĩ là vẫn sẽ được hưởng lợi như Vinhome vẫn có. À, tức là trong bối cảnh mà đa phần cái những cái dự án lớn ở trong cái đợt đầu tư công sắp tới thì ở miền nam cũng khá là nhiều, thì những doanh nghiệp như Vinhome cũng sẽ được hưởng lợi rất là nhiều khi mà doanh nghiệp này có quỹ đất cực kỳ lớn so với nhiều doanh nghiệp khác ở, ở trong nhóm bất động sản à, thì có thể chú ý được và Vinhome nó cũng quay về nền rồi hôm trước gãy nền bây giờ quay về nền rồi à, có thể cân nhắc đối với cổ phiếu này test lại hai đáy khá tốt đáy số 1, đáy số 2, lực bán đáy số 2 nó giảm đi sau đáy số 1 này anh chị thấy là gì cái nhiều đầu tiên bán tháo xuống thì đó là nhiều người bán do những anh chị mua này nè thì khi anh chị nó gãy nền thì anh chị bán cổ phiếu ra đúng không thì về cơ bản là tốt thì sau đó nó test lại một lần nữa thì các cái lượng cầu vẫn còn tương đối yếu thì sau khi mà nó quay về test lại đáy hai lần nữa thì anh chị thấy là cái khối lượng bán nó giảm đi rất là nhiều giảm dạ, mới đáng kể so với là cái, 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 nhịp bán đầu tiên à, đây là nhịp test là đá thứ hai thôi thì thường đá sau khối lượng thấp hơn đá trước thường thì đá sau là thấp hơn đá trước luôn kìa thấp hơn và khối lượng thấp hơn luôn à, nhưng mà ở đây nó cũng duy trì đâu đó lanh quanh thôi nó à, lên qua cái đá trước thôi mà nó bật lại ngay ở trong những phiên ở những phiên sau này thì về cơ bản là với cái việc mà duy trì lại được trên cái vùng nền ở đây tầm giá 80 mươi thì đó cũng sẽ là tiền đề cho Vinhome gia động tiếp tục ở trong vùng giá tầm là tám cho tám mươi hai tất nhiên biên lợi nhuận của những cổ phiếu này sẽ không quá tốt nhưng mà có thể chú ý được với nhân chị nắm giữ lâu dài thôi À, DIG, DIG thì mình nhìn tổng thể ra thì trên này là vùng kháng cự trên à, đang tiệm cộng vùng kháng cự trên và ba phiên gần đây thì áp lực bán khá lớn khi mà anh chỉ thấy là liên tục tạo ba cái đuôi nến ở phía trên này và nó đi kèm với cái khối lượng nó gia tăng dần à, cho thấy là lực cung nó cũng đang gia tăng ở phía trên cái việc giá tăng lên nó sẽ gặp cản trở thì có thể trong ngắn hạn cầu phía nó có thể điều chỉnh ngắn À, về cái vùng dưới này hay à, lên quanh cái vùng hỗ trợ dưới lên quanh giá tầm là 33 à, thì mình theo dõi cho em và những phiên tới xem như thế nào Nói mà là DG vẫn là cổ phiếu vẫn còn cái dư địa tăng trưởng và nó cũng mới vừa vừa thoát cái nền tảng dài thôi nhưng mà so về cái mức tăng thì nó cũng chưa tăng quá xa so với cái nền tảng dài của nó thì có thể là vẫn tạo được tiền đề đặc biệt là cái vùng kháng cự trên này à, nó test là nhiều lần thất bại rồi và khối lượng cũng lớn nữa thì mình theo dõi cho em ở vài phiên tới xem nó có quay về lại trên cái vùng kháng cự này hay không Đấy, và về điểm mua mới thì đây khá là cận rồi thì em ưu tiên là nếu mà có quay về test nền hoặc là test là các cái điểm ai dưới này á lên quanh giá tầm là 32 33 thì có thể mình có nhắc mà dễ người mua mới được còn trong ngắn hạn nếu mà mua ở vùng giá trên 33 thì em đánh giá là cái cái độ hấp dẫn nó không quá cao và cái độ rủi ro tương đối đây Nam Long ngày hôm nay chịu gặp được bán lớn này khối lượng ngày hôm nay bằng những phiên trước mà đóng cửa mức thấp nhất ngày luôn ngay tạo đưa nó phía trên này hai cái đưa nến phía trên liên tục chúng ta kết hợp cái nữa này lại cho thấy được cái lực bán nó cũng tiếp diễn À, tức là ngày hôm trước gặp một lực bán một lần đúng không đây là vùng kháng cự ngày hôm nay nó break lên Nên tiếp tục chịu cái lực bán xuống nữa thì một cơ số anh chị nào tôi đu mua cái break này thì cũng có thể là gì bây giờ đang kẹp hàng thì trong ngắn hạn có thể là phải test t ba tức là thường thì rủ để cho những anh chị mua đuổi trong phiên ngày hôm nay người ta bán lỗ đó thì mình theo dõi cho em vùng hỗ trợ dưới này mình kéo dài cái vùng hỗ trợ dưới này ra thì có thể là quanh đâu đó tầm là cái vùng giá tầm bốn ba bốn hai bốn ba thì mình chú ý che móc ở phía dưới này nhưng chung theo thì nam long hay là dg thì vẫn có thể chú ý được tức là về cái mức định giá thì nó vẫn còn tương đối tức là không quá cao còn nhìn chung động lực chính của như em nói rồi cái nhóm bất động sản á vinhome hay cả nam long hay cả d dg thì chắc chắn là cái lợi nhuận quý ba nó sẽ ảm đạm rồi À, và nó sẽ khó thế nào mà bước phá mạnh mẽ được khi mà nó chịu ảnh hưởng nhiều như vậy bởi dịch bệnh Ê, nên chắc chắn là có thể là nó sẽ đang chuẩn giá lại và cái mùa cướp độ kinh doanh sắp tới khi mà cái doanh nghiệp nó ra cái đầu kinh doanh có thể là bị lỗ hay là nó lãi ít gì đó thì nó sẽ chịu cái lực bán xuống nữa thì khi đó chỉ có thể tận dụng à, chúng ta gọi là cái từ là tận dụng những cái nhịp gọi là những cái nhịp điều chỉnh như thế thì cái nhịp điều chỉnh mà nó có cái sự phản ứng từ thông tin từ tế đã phản rồi nha nhưng mà ngày hôm đó thì sẽ có một cơ số nhà đầu tư người ta theo thông tin người ta mua bán à, thì nó phải ứng như thế thì mình có thể canh mình giải ngân ở những cái nhịp như vậy rồi đó là với bất động sản mình nói sơ về một số cổ phiếu như vậy thôi thực tế là có nhiều cổ phiếu lắm vì scr cũng có thể chú ý cho em scr thì ngày hôm nay lực bán còn tương đối này vì scr nếu mà có những dịp test lại lên quanh giá tầm là đây mình nhìn cái này đây nếu mà mình nói cái đỉnh này lại với đỉnh này Đấy. mình nói đỉnh lại với đỉnh này thì có thể nó sẽ hình thành một cái mô hình ngắn ở đây là mô hình tam giác đối xứng đúng không là mô hình tiếp diễn xu hướng vì cổ phiếu này nó cũng đã vượt lên trên được các cái vùng kháng cự trên này rồi và à, chúng ta dùng cái mốc fibonacci thì mình xác định cái điểm rơi của nó thì lên quanh đâu đó tầm ở cái đá đầu tiên á, thì lanh quanh cái vùng là 61.8%, có thể điều chỉnh về đâu đó tầm 61.8% 61 của cái con sóng hồi này Thì mình xem xem ở đâu Đây có thể là lanh quanh đâu đó tầm là giá tầm 12.2, đó thì mình chú ý cho em quanh 12.2 Xem mà nó có những cái điểm rơi về đây hay không, thì nếu mà nó rơi về tầm 12.2 mà nó bật lại hay rơi về tầm 12.2 mà có cầu đỡ giá thì có thể nó sẽ Một lần nữa nó quay về nó test lại kênh trên này, cái kênh ở phía trên này xem xem là cái vùng cung này như thế nào nếu mà nó vượt lại trên này thì nó sẽ cần vào mẫu hình tiếp diễn xu hướng thì thường thì sau những mô hình này nó sẽ tiếp diễn đó tầm khoảng từ 20 tới 25% nữa đặc tính của mô hình này là khối lượng giảm dần chú ý cho em ha đặc tính của tâm giấy nó xuống là khối lượng giảm dần thì cho thấy được là cái lượng cung nó cạn kiệt dần càng về dần cái vùng đáy bên này thì cái lượng cung nó càng cạn kiệt và đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước à, đáy sau cao hơn đáy trước rồi đó là một số những cổ phiếu mà mình có thể chú ý nha bất động sản thì mình nói có sẽ có nhiều nhưng mà chỉ nói sơ như vậy thôi ra thì ra nó còn những cổ phiếu như là đây KDH mới vượt đỉnh này KDH thì chờ test T3 ngày hôm nay được bán không lớn có thể chú ý được KDH thì ngày hôm trước mới vượt được cái vùng kháng cự này thôi nhưng mà KDH thì do một số dự án có thể bàn giao chậm ở trong 2022 nên có thể là cái lợi, cái lợi nhuận nó ghi nhận ở trong năm nay sẽ còn khá là thấp nó chưa có bút được về lợi nhuận của nó còn Valen thì đặc tính là cổ phiếu điều tiết rồi nhưng chị là chị thấy là rõ ràng ở đây có chủ đích là giữ giá trên 100 đúng không có chủ đích tức là hầu như không để giá có thể rời khỏi cái vùng 100 đây là một trong những cái yếu tố mà mình có thể cân nhắc với cổ phiếu này nè à, nhưng mà nhìn chung thì ai cũng biết cái đó hết rồi thì nó không hay nữa à, ngày hôm nay tăng tốt VR ngày hôm nay kéo dài lên thì cái khối lượng ngày hôm nay cũng tương đối là ổn định và nó đang cho thấy được một cái con sóng tương đối dài này mình kéo một cái đường này một cái đường trên la giảm giá thì nó vượt qua được rồi thường thì vượt trên thế này thì nó đi kèm với khối lượng cao nữa thì nó khá là đáng tin cậy thì có thể chú ý nếu anh chị nào đang có hàng thì follow tiếp cho kháng cự tiếp theo của VR là vùng giá tầm là 31 đây là cái vùng kháng cự nhiều lần hỗ trợ trước đó để giữ giá này anh chị anh chị thấy không? À? nó chạm mà để bật lên này anh chị thấy chạm mà để bật lên này nên sau đó dòi về thủng xuống này chạm mà để bật lại này chạm mà đây bật lại này thì nó đóng vai trò là cái vùng hỗ trợ rất là mạnh thì hỗ trợ mạnh thì đồng nghĩa với là kháng cự mạnh thôi đây mình nhìn cái vol là mình biết đây cái vol Saturday của em nè cái khối lượng của nó ở vùng giá này rất là cao nên có thể cấp được bán lên quanh giá tầm 30 32 31 32 sẽ khá là lớn với cổ phiếu này rồi đó là với BRE. Uh, à, nhìn chúng ta còn nhiều nhóm ngành khác mình không thể nào đi qua hết được em một số những cổ phiếu như a ngày hôm nay lực bán cũng giảm đi tương đối đây có thể chú ý với những cổ phiếu này đang xây nền lại a hay là với phân bón thì cho em nghĩ là thật ra vẫn tốt thôi nhưng doanh nghiệp này thì xét bản chất thì vẫn được hưởng lợi thôi tức là giá ure vẫn tăng à, giá phát vẫn tăng khi mà nhu cầu vẫn lớn thì em nghĩ là vẫn có nhưng mà có hàng thì vẫn nắm giữ được thôi còn để mà đi mua mới thì có thể cân nhắc những cái vùng mà ví dụ như con dcm à con dcm hiện tại này Đấy, thì ngày hôm nay nó cũng nhịp test cùng lại khá là tốt Nhưng mà cái vấn đề xấu nhất của nó là nó giữ, nó giữ giá quá lâu ở trên này và cái áp khối lượng mở mức cao em dự giá khá lâu và khối lượng mức cao cho thấy cái lượng bán nó, nó còn còn tôi nói nhiều ở trong giai đoạn này thì mình chú ý những phiên tới nếu mà xây nền lại lên quanh giá tầm 28 hay chín mà nếu khối lượng nó giảm dần đi thì nó vẫn ok hơn. nó vẫn khá là ổn định à, còn nếu mà nó không giữ được cái vùng nền này thì có thể là nó sẽ về lại vùng nền dưới đây giá tầm 26 mươi sáu À, với đó thì có hàng cứ giữ tiếp thôi, có hàng thì nó cũng không có gì quá xấu để mình bán, chủ yếu là giai đoạn này thì tập trung vào cái vấn đề về, về xu hướng thôi, xu hướng nó vẫn còn giữ được thì mình vẫn nắm giữ tiếp. Về điện, về điện thì có thể là nt hai, nt hai thì được media khá nhiều, các công ty chứng khoán khuyến nghị khá là nhiều. À, nhưng mà đây là vùng kháng cự mạnh của nt hai thì có thể trong ngắn hạn nó về lại đây, đang có cái vùng hỗ trợ dưới đây ít Lần ngoài này có thể bật lên ngày hôm trước là 2 hai bật lại khối lượng khá là tốt, có thể chú ý cho em với cổ phiếu này ở giai đoạn sau dư địa có thế là vẫn còn đó rồi thương mại thì chung thì mở đi g vẫn khỏe ngày hôm nay đóng cửa mức gần như là cao nhất ngày kéo được cuối phiên bng thì mình nói rồi đúng không bng thì điểm rơi lợi nhuận là quý 4 và quý 1 năm tới à, do cưới hội cũng nhiều hơn à, BES thì đang giữ giá quanh nền này bet chú ý trang kháng cự thì khá là mạnh nhưng mà sau cái phiên tăng vừa rồi nếu mà phiên ngày mai t ba mà giá vẫn giữ được trên 29 thì ổn giữ trên 29 thì khá ổn bet frt thì sẽ đều được hưởng đợi từ cái vấn đề về công nghệ như em nói thôi thủy sản thì em nghĩ là vhc cần chỉnh lại À, lượng cung vẫn còn nhiều mà có thể cân nhắc với cổ phiếu đó nếu mà chỉnh lại tốt thì mình giải ngân được bởi vì cái lợi cái cái lợi nhuận nó ghi nhận ở trong quý 3 vừa rồi cũng rất là tốt này mặc dù là dịch bệnh nhưng mà vẫn ghi nhận lợi nhuận cao Minh Phú thì thanh khoản thấp nên mình theo dõi thêm HT1 và BCC ngày hôm nay mặc dù có break lên nhưng mà cũng bị chốt người trở lại cho thấy là cung vẫn còn nhiều chúng hai cổ phiếu này đã tăng tốt rồi nên em nghĩ là nếu mà có hàng follow tiếp thôi những cổ phiếu này thì thường để nắm giữ lâu dài những cổ phiếu này thì nên tập trung vào những cái đường MA hoặc là nên neo giá dần lên tức là nâng dần những cái vùng những cái vùng chặn lãi lên thì có thể nắm giữ lâu dài với cổ phiếu này Bởi vì thực tế khi mà một cổ phiếu nó bước vào một cái xu hướng tăng tốt rồi thì cái quá trình mà anh chị gọi là chốt lãi non thì nó cũng nó cũng không hay nên chị nên lưu ý cho mình là những cái điểm chút lãi chúng ta nên cân nhắc là nếu mà chúng ta đã đi đúng xu hướng rồi thì nó duy trì để cho lãi chạy hơn là cái việc mình chúng ra chốt lãi sớm bởi vì bản chất là anh chị gồng lỗ thì nó rất là hay gồng lỗ thì gồng nhiều nhưng mà đôi khi lại không có gồng lãi được thì nó lại không nó lại thiệt thòi cho anh chị thôi CTD và đất xanh đất xanh thì hiện tại vận động tốt rồi đất xanh ngày hôm nay chung cả dòng nó kéo lên để cũng tăng này nhưng mà đất xanh thì em đánh giá không cao thôi chủ yếu là do doanh nghiệp thôi nhưng mà thực tế với cái vùng nền thì độ rủi ro của đất xanh là không nhớ không lớn trước mắt mình theo dõi cho em kháng cự trên này là kháng cự tầm 22 kháng cự nền giá cũ này quanh đây thì có thể chịu cái lực máy nhất định nên trong ngắn hạn có thể test lại vài phiên nhưng mà đối với em thì nếu mà test lại tốt thì mình cũng có thể cân nhắc mà giải ngân cái tái định đỉnh cũ nếu mà vượt lại được cái vùng kháng cự này thì sẽ về đỉnh cũ quan tâm 25 26 cô té con thì xuống tăng này duy trì tốt à, và nhưng mà nếu nó quay về nền ngày trước rách nền nếu mà quay về nền lại tới đây thì mình cũng sẽ cân nhắc Nền lẫn quanh giá tầm là 67 vì đây là vùng kháng cự cũng tương đối là mạnh đây kháng cự trước đó này định à, những cái vùng định cổ trước đó cũng khá là mạnh nhưng mà được cái là cô thấy con đã thoát khỏi xu hướng giảm trong ngắn hạn rồi thì có thể là sẽ củng cố được cái đà tăng của nó hòa bình thì đã là kháng cự mạnh rồi hòa bình thì chờ thêm à, nếu mà hòa bình có chỉnh lại lên quanh giá dưới này, này hỗ trợ dưới này là quan tầm là 17 uh, 15.7 thì có thể cân nhắc được với cổ phiếu này à, có thể theo dõi thêm được rồi đó là một số cổ xíu à, một số những cổ phiếu mà em chia sẻ với mọi người nhưng chúng mình còn khá là nhiều nhóm ngành dầu khí thì à, ngày hôm nay em vẫn đánh giá cao vận động của BSR nhưng mà ở đây đối với em giá dầu vẫn sẽ còn tăng theo quan điểm của em thì giá dầu sẽ còn tăng thôi bởi vì những cái tác động của nó chỉ là tác động trong ngắn hạn thôi ví dụ như những thông tin những cái tuyên bố nhưng mà đôi khi thì nó sẽ không thể nào mà nó kìm hãm được cái lượng cung cầu bây giờ khi mà lượng cầu đang vượt trội so với cung à, nhưng mà lượng lượng cung thì opec lại không tăng đó thì về cơ bản thì giá dầu sẽ tăng tiếp giá dầu tăng thì ai được hưởng lợi nhiều nhất là bé sơ tới là doanh nghiệp như là bvd bvs không nhiều đâu bvd bvs thì hưởng lợi bán gián tiếp thôi hay là chúng ta có gì blx này blx ngày hôm nay vận động khá là tốt gas cũng được gas thì giá khí vẫn tăng nhưng vẫn còn được hưởng lợi. Nhưng nhìn chung thì à, với cái giai đoạn này thì chú ý cái nền giá của nó ta. Ví dụ BV rồi muốn mua thì nên chờ nó vượt lên, à, chờ lên trên nền rồi mua sẽ an toàn hơn. Còn với BV thì đa phần ở đây kháng cự rồi, đa phần ở đây là vùng kháng cự mạnh. Thì thường ở vùng kháng cự thì nó sẽ có hai trạng thái, thường là hoặc là nếu mà khỏe thì sẽ xoay quay lại ở trong cái vùng nền đó, tức là xoay quay trước kháng cự luôn. Thì thường là nó khỏe, nó chấp nhận mua giá cao lại. Tại vì ở đây kháng cự thì nhà nhà tư cá nhân bán rất là nhiều. Thì nó chấp nhận mua là giá cao thì cái đó khả năng cao giá sẽ còn tăng tiếp. Thế còn nếu mà nó lên đó chỉnh lại ngắn À, thì mà theo dõi xem là cái cái lực bán như thế nào cái cái khối lượng mà khi mà nó chỉnh như thế nào thôi nhưng mà điều chỉnh volume bé thì cũng không sao cũng không phải vấn đề còn đường thì ngày hôm nay nhìn chung khá là yếu thì giá dầu, giá đường đang tăng mà giá đường vẫn còn tăng ngày hôm nay có sbt tăng thôi nhưng mà tờ sbt thì, thì nếu mà so về về hưởng lợi về đường thì đánh giá không cao do, do doanh nghiệp này chủ yếu là thương mại thôi còn hưởng lợi đường chính có thể là ss này ss này ss thì thành khoản là thấp rồi đó là cái cổ phiếu mà em nói sơ qua để anh chị nắm bắt cũng như là nếu mà anh chị đang có danh mục thì có thể là cân nhắc À, mình theo dõi thêm giai đoạn này thì những mới mấy cáp cũng đang chịu cáp được chút là tương đối nên anh chị theo dõi cho em cái volume của nó nha à, mình xem cáp được bán như thế nào nếu mà cái cổ phiếu danh mục của anh chị đang nắm giữ mà có vấn đề gì à, thì anh chị có thể là comment ở phía dưới cái phần video này cũng như là, hoặc là kết bạn zalo với em à, thì em sẽ hỗ trợ bên cạnh đó thì ở phía dưới phần mô tả video em có để thông tin số điện thoại này zalo à, nếu anh chị nào muốn đồng hành cùng em ở trong khách hàng có thể là kết bạn zalo với em Hoặc à, kết bạn zalo với lại số điện thoại của trợ lý của em để được hỗ trợ mở tài khoản để đồng hành cùng em tại thị trường cũng như là tại vbs À, nếu anh chị đã có tài khoản rồi thì cũng có thể liên hệ à, để hỗ trợ thông qua hình thức là đóng phí à, cảm ơn anh chị rất là nhiều vì đã theo dõi và ủng hộ kênh à, và ở phía dưới này có để đường link để tham gia room cộng đồng nên là một cái room mà gọi là miễn phí tư vấn cho anh chị à, cái mặt cổ phiếu cũng như là về cái nhận định thông tin ở trong phiên thôi à, à, rồi xin chào anh chị và hẹn gặp lại chị ở những video kế tiếp à, chúc anh chị buổi tối tốt lành